Ở già tầm tuổi con nắng nó mà cháy. Tuổi nắng đâu ra? Nạnh đã có áo. Bão này đến nơi đến 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 nơi thì nó nóng thì cởi ra chứ. Thế thì cái áo này chỉ mặc ở nhà thôi ạ. Bạn biết nó trông ngắm chứ. Mặc đi theo tàu ngắm nhé. Cái gì cơ? Bảo gì cơ? Dạ, thế bà bỏ cho anh cái áo nào? Em màu đen nhé. Nhớ nào. Đâu, không thấy đâu. Chẳng có thấy gì áo đâu. Cậu không thấy thật mà. Gì cơ? Chả không thấy thật mà. Thì giờ, bây giờ cháu muốn xem nó như nào cũng được ạ. Thế là cháu đi đâu? Vậy bọn mình chờ tí anh em ạ. Áo này nhá. Áo này thì mặc với quần nào hả? Cái áo đấy thì mặc với quần nào? Không, mặc quần đùi nhé, chẳng ngáo đấy mặc quần bò chứ.